Chào mọi người, tôi là Huệ Nguyễn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với mọi người phương pháp để nấu món nấm linh chi trong mùa hè. Mùa hè rất là nóng lực và chúng ta có thể sử dụng món nấm linh chi để uống nước. Thì mình xin được chia sẻ là nấm linh chi. Trước đây thì mọi người chỉ có thể mua nấm linh chi ở ví dụ phải mua ở Hàn Quốc này, hoặc là xa xưa nữa thì chỉ có vua chúa mới được sử dụng thôi. Thế nhưng hiện nay với công nghệ nuôi trồng hiện đại thì chúng ta hoàn toàn có thể mua nấm linh chi rất là đơn giản. Nấm linh chi trên thế giới thì có một số nước mà các bạn có thể có được, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì trong đó là nấm linh chi đỏ của miền Bắc Việt Nam là một trong những loại chủng giống linh chi có hàm lượng dược liệu, hàm lượng polysaccharide cao nhất trên thế giới. Cho nên mình chia sẻ là mọi người nên sử dụng nấm linh chi của Việt Nam, và nhất là linh chi đỏ. Thì ngoài linh chi đỏ là linh chi tròn là cái loại như này, thì chúng ta còn có loại thứ hai là linh chi sừng hiêu. Linh chi sừng hiêu thực ra bản chất nó cũng là linh chi tròn thôi, nhưng mà được nuôi trồng trong môi trường yếm khí, thiếu khí và thiếu ánh sáng nên chân nó sẽ dài hơn một chút. Thì linh chi sừng hiêu thường có hàm lượng polysaccharide gấp khoảng 1,5 lần so với linh chi tròn. Linh chi thì sử dụng cho ai? Linh chi sẽ được sử dụng cho những người có bệnh tim mạch để ổn định huyết áp. Thứ hai là được sử dụng để mình đào thải độc tố. Thì thứ nhất là với những người bị bệnh huyết áp thì cao và thấp thì mình đều có thể sử dụng được. Đặc biệt là nó rất phù hợp cho những người sử dụng cho bệnh cao huyết áp. Và nếu huyết áp thấp thì mình khi mình sử dụng thì mình nên chú ý là uống vào cái lúc mà mình không no và không đói. Tức là uống cách cái bữa ăn của mình 1 đến 2 tiếng. Và uống thời gian uống nấm linh chi trong ngày nó sẽ là phù hợp nhất là từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 4 giờ chiều. Sau thời gian đó thì tất cả những chất không phải là, kể cả nó không phải là nấm linh chi, những chất bổ béo gì đó thì mình không nên uống vào buổi tối, nó sẽ làm cho mình bị mất ngủ. Thì uống nấm linh chi như thế nào? Nấm linh chi thì hiện nay trên thị trường nó sẽ có một vài cách sử dụng, ví dụ như là lát như thế này, và có một cách nữa là nghiền bột. Cách thứ ba là có một số loại trà linh chi mọi người đã sản xuất sẵn rồi. Thì với quan điểm của mình thì mình rất là thích uống linh chi nó hoàn toàn tự nhiên, nên mình thường dùng loại thái lát. Thì có một số người thì sẽ nói là mình có thể sử dụng linh chi nghiền bột. Thì các bạn hoàn toàn cũng có thể sử dụng linh chi nghiền bột, nhưng các bạn chú ý là không nên uống cả cái bột, bởi vì cái bột đấy nó sẽ dễ làm tắc ruột, vì nó hoàn toàn nó chỉ là chất xơ thôi. Nên ai đó nói rằng là nó uống vào nó tốt, nhưng mà quan điểm của mình thì không cần phải tiết kiệm cái đó. Với linh chi thái lát thì mình mua cái nguyên cánh về, mình có thể mang ra hiệu thuốc bắc và nhờ họ cắt cho. Hoặc cách thứ hai là mình mua cái loại mà nhờ nhà sản xuất đã cắt sẵn rồi. Thì để nấu một cốc linh chi thái lát này vô cùng đơn giản. Mới đầu thì các bạn có thể sử dụng một ngày từ 3 đến 5 gram linh chi. Sau đó khi đã quen rồi thì các bạn có thể sử dụng từ 5 đến 7 gram và nhiều hơn, tùy vào cái khả năng chịu đắng của mình. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ nhúng một nhúng linh chi và chúng ta sẽ thử xem 5 gram linh chi thì sẽ nhiều như thế nào nhé. Đó, 5 đến 7 gram. Đó. Thì khi mà các bạn uống sau khoảng 2 tuần thì bạn tăng lên 5 đến 7 gram cho tớ. Còn mới đầu thì các bạn chỉ uống khoảng 3 gram thôi. Bây giờ mình sẽ đun nước nhá. Với khoảng 3 gram nấm linh chi thì mình sẽ chỉ đun từ 300 đến 500 ml nước thôi, tùy vào khả năng chịu nắng của mọi người. Khi nào mình thấy nước nó bắt đầu sôi này, đó, thì mình sẽ hạ nhỏ lửa thôi và chỉ để mức nhỏ nhất và nó hơi sôi lăn tăn thôi. Bạn đừng đun sôi to. Sôi to nó trào hết ra, nó mất hết vitamin rồi, chả còn những dược chất gì cả đâu. Nên mình sẽ chỉ đun từ 15 đến 20 phút thôi. Bạn sẽ bấm giờ nhá, và 20 phút nữa chúng ta sẽ có một cái món nước linh chi rất là ok. Trong khi chờ nước sôi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách thứ hai. Có những mẹ như tớ thì thường là rất là bận, không có nhiều thời gian để có thể là đun một cái nồi nước linh chi. Chỉ có 20 phút thôi nhưng mà cũng rất là tiết kiệm. Thì mình có thể làm một cách rất là đơn giản. Mang nấm linh chi đến văn phòng và sáng thì lấy một bình nước, mình cho nước sôi vào đây. Sau đó các bạn cho một nhúm nấm linh chi vào. Đó, xong rồi đậy vào. Lắc lắc nó lên một chút, xong mình để đấy, chờ khoảng 20 phút, 2-30 phút. Xong mình bỏ ra và mình uống cả ngày. Mình có thể uống ở dạng nóng, hoặc nếu mà thích nguội thì mình có thể đổ ra một cái cốc. Rất là đơn giản. Bây giờ là đã được 20 phút rồi, mình sẽ tắt bếp đi nhá. Và mình sẽ đổ ra để mọi người xem là việc mình đun và cái việc mà mình ủ ấy thì nó có cái gì khác và giống nhau không nhá. Nước rất là đặc luôn. Mọi người thấy không ạ? Cái nước mà mình đun ý thì nó khá là đặc. Còn cái nước mà mình
thông thường thôi thì nó sẽ loãng hơn. Thì khi các bạn uống thì cái cốc này nó sẽ đắng hơn rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên là mình chỉ đu được một lần thôi, chứ còn cái bình này thì khi mà các bạn uống hết là một bình rồi, thì vì nó vẫn loãng, nó vẫn còn cái hàm lượng dược liệu ở trong cái chất cây nấm linh chi ấy, các bạn có thể đổ thêm nước sôi vào và mình sẽ uống lần thứ hai. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách nấu một cốc nước nấm linh chi cho mùa hè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì hãy bấm vào nút subscribe và theo dõi kênh của mình nhé. Các bạn có bất kỳ điều gì muốn hỏi hoặc là muốn tìm hiểu thêm về nấm linh chi thì hãy inbox cho mình hoặc là comment cho mình vào bên dưới và mình sẽ trả lời tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Cảm ơn mọi người.